Hello mọi người, hôm nay em lại lên cho mọi người một cây MacBook mọi người nhá. Cây MacBook giá rẻ mọi người nhá. Chỉ có tầm có độ hơn 8 triệu mọi người nhá. Là có một cái MacBook đẹp để sử dụng rồi. Đây mọi người này, sạc zin theo máy 61W đây mọi người nhá. Đó, sạc zin của Apple luôn. Có đầy đủ cáp sạc cho mọi người sử dụng mọi người nhá. Mọi người xem này, mặt của máy này không có xước đâu mọi người nhá, một con màu gray. Rất là đẹp luôn. Đây mọi người nhá. Mọi người xem này, không có cần móp gì đâu mọi người nhá. Đó. Một con máy rất là phù hợp cho học sinh sinh viên để đi học đi làm mọi người nhá. Cân nặng của nó chỉ khoảng cỡ độ hơn 1,5 cân một chút thôi. Mặt trong này mọi người này, máy thì là máy này là nguyên zin mọi người nhá. Nên rất là yên tâm. Model của nó là A1708 mọi người nhá, A1708 giúp em. Đó. Đừng con ốc một rất là đẹp mọi người nhé, mặt sau này không có cấn, nó không có xước đâu mọi người nhé, mặt sau không có xước đâu. Máy sử dụng bình thường nên là mặt sau không có xước đâu. Đó, mọi người nhìn này, cái bị cái chỗ để tì tay mọi người nhé, để đánh máy kiểu đấy thì là cũng không không có làm sao, và nó rất là đẹp luôn mọi người thấy không. Phím này, phím rất là đẹp, nét sáng. Đấy mọi người đeo loa đài các cạnh, hai chân IC rất là đẹp luôn. Ai mà đang cần một con máy để làm việc để học tập thì liên hệ ngay cho em qua Zalo mọi người nhé. Em có ghi vào phần bình luận và mô tả đấy. Mọi người thấy không? Một con máy sử dụng ít thì nó là ở cái phím này mọi người này. Sử dụng ít mọi người nghiêng nghiêng này nhìn này, đó nó cái phím nó không có biểu hiện ánh ánh hay là bóng phím mọi người nhé. Nó rất yên tâm. Màn của máy đây, mọi người nhìn này, các cạnh viền màn thì dòng này là dòng màn kiểu dạng là tràn viền mọi người nhé, rất là đẹp luôn. Màn tràn viền rất là đẹp. Thiết kế mới luôn mọi người nhé, thiết kế này đến năm 2022 cơ. Đến con Pro M2 bắt đầu mới thay đổi thiết kế nên mọi người rất yên tâm mọi người nhé. Đó, người đeo máy rất là đẹp luôn về màn hình. Rồi sẽ vào giới thiệu cụ thể về máy mọi người nhé. Em zoom in một chút. Đây mọi người này, đang chạy Mac OS Catania mọi người nhé. Riêng cái bản bản đời 2017 này, 13 inch này thì chạy Catania này cực kỳ ngon này mọi người nhé. Cái bản Catania này là cái bản Mac OS phù hợp nhất với các loại chip Intel mọi người nhé. Nó chạy rất là ok, không hề bị lỗi nhiều giống như kiểu một số cái Monterey hay là Ventura về sau thì nó hay bị lỗi hơn mọi người nhé. Đó. Con này là 2017 mọi người nhé, 13 inch. Màn của con này là màn Retina rồi mọi người nhé. Bộ xử lý của nó là 2.3 nội kép mọi người này. Bộ nhớ RAM 8GB của cái đông là đây mọi người này. Đó. Mesinto HD đây này. Đồ họa của nó là Intel Graphic Plus mọi người nhé. Số series của máy đây mọi người này. Đó, số series này sẽ trùng với số series của vỏ mọi người nhé. Mọi người rất yên tâm mọi người nhé. Máy là rất là ok, không có tháo máy ra làm gì cả đâu mọi người nhé. Ổ lưu trữ con này, ổ lưu trữ con này là 128GB mọi người nhé. Ổ lưu trữ là 128GB giúp em nhé. Đó. Nguồn điện con này xem nào. Con này còn hơn 4.000 pin, còn hơn 4.000 mọi người nhé. Sử dụng em tầm độ 3 tiếng rưỡi 4 tiếng, nói chung là nó anh quanh khoảng mấy tiếng, 3-4 tiếng gì đấy mọi người nhé. Nói chung một con máy cũ thì là như vậy là cũng dùng cũng khá là ok rồi. Một con 2017 bây giờ người ta đang bán với giá là trung bình là rơi tầm 9,5-10 triệu mọi người nhé, 9,5-10 triệu với máy đẹp. Thì đây là con máy bên em đây đang bán, con này em đang bán thì giá là hơn 8 triệu thôi. Nhưng cái quan trọng nhất của con máy mọi người này, cái phím nó sử dụng ít là cái thứ nhất này, cái thứ hai là cái màn hình của nó này mọi người này. Đó, như kiểu mày bình thường người ta bán máy thì là người ta sẽ không nói cho mọi người biết đâu. Đấy, máy thì là đây là quan trọng nhất là cái màu của máy. Quan trọng nhất là cái màu của máy nó không bị ám mọi người nhá. Đấy mọi người nhìn thấy không, cái màu nó rất là sáng đều mọi người nhá, không hề bị ám màu hay là có điểm hay là có sọc đâu mọi người nhá. Hay là chết điểm hay là sọc hay là new icon đâu mọi người nhá. Đó, máy màn rất là màu rất là đẹp luôn này mọi người này. Màu xanh thử cho mọi người xem này, đó. Màu rất là đẹp luôn.
Đây mọi người, em sẽ test cho mọi người thêm một màu nữa, màu đỏ. Đấy mọi người nhìn rất là rõ luôn mọi người nhá, nó không hề có hiện tượng ám ố gì cả hay là lưu ảnh như màu gì. Cực kỳ đáng sử dụng luôn mọi người nhá. Rất là đẹp. Đấy, cái này là cái cực kỳ quan trọng của một con mát. Rồi bây giờ sẽ nói chung là một số chức năng thì bên em đã test trước rồi, ví dụ như camera hay là phím thì là test kỹ trước cho mọi người rồi nên mọi người cứ yên tâm mọi người nhé. Rồi sẽ vào bắt wifi và vào test qua trên mạng cho mọi người xem mọi người nhé. YouTube. Cho mọi người nghe âm thanh của máy nhé. Chẳng ngại nắng gió khói bụi, thay đồ nón bảo hiểm suốt đường dài, tóc tiền vẫn luôn mượt nhờ xinh xiếp. Rất là mượt mọi người ơi. Đó, một con máy rất là mượt mọi người nhá. Đây mọi người nhìn này. Rất là mượt luôn. Ai mà đang cần một con máy để làm việc về học tập mọi người nhá, con này có thể làm được Photoshop, làm đồ họa nhẹ mọi người nhé, thoải mái thì giờ video ngắn trên TikTok các kiểu rất là ok mọi người nhé. Con MacBook Pro rất là ok luôn. Đó, ai là đang cần thì liên hệ ngay cho em qua số Zalo mọi người nhé, em có ghi vào phần bình luận và mô tả. Máy thì đang bán là 8.800.000 mọi người nhé. Rồi ai cần thì liên hệ ngay cho em. Máy rất là mượt như này mọi người này, đó đó. Rồi, mình xin tiếp tục video ở đây.